Thưa quý vị, để chào đón du khách quay trở lại thành phố Đà Nẵng, thành phố đã sáng tạo cách chào đón đặc biệt, chính là đón tiếp nồng hậu ngay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, là nơi mà khách du lịch vừa đặt chân xuống thành phố. Điều này đã để lại thiện cảm sâu sắc trong lòng mỗi du khách, đem lại cho họ một khởi đầu tốt đẹp để tận hưởng chuyến du lịch tại thành phố. Tặng hoa, quà lưu niệm từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho du khách khi đến thành phố, bố trí xe dẫn đường do Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện từ sân bay về đến khách sạn lưu trú theo diện chính sách MICE 2022 du lịch công vụ, hay lãnh đạo Sở Du lịch và top 3 Hoa hậu du lịch Đà Nẵng trực tiếp đón du khách ngay tại sân đỗ máy bay, và đặc biệt hơn là lãnh đạo thành phố có thể ra tiếp đón. Tất cả đều được thực hiện tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, là nơi đầu tiên mà du khách đặt chân xuống thành phố. Hầu hết khách du lịch đều rất bất ngờ và phấn khởi vì được thành phố Đà Nẵng quan tâm và tiếp đón như vậy. Lần đầu tiên tới Việt Nam cũng như là thành phố Đà Nẵng, tôi và nhiều du khách khác được Đà Nẵng đón tiếp rất nồng nhiệt. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng sẽ được đón tiếp ngay tại sân bay như thế này. Rất tuyệt vời. Tôi thật sự cảm thấy rất ấm áp vì sự thân thiện, nhiệt tình của Đà Nẵng. Và tôi thật sự cảm ơn Việt Nam, cảm ơn thành phố Đà Nẵng. Sở Du lịch có đoàn ra đón thì chúng tôi luôn cảm nhận được cái sự thân thiện, vui vẻ, đón tiếp rất là nồng hậu. Như là mình được chào đón ở một cái địa điểm mà chúng tôi sẽ có thời gian học tập, nghỉ dưỡng. Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, việc tiếp đón du khách tại sân bay quốc tế Đà Nẵng được đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng, Công ty AHT, triển khai theo chính sách MICE 2022 du lịch công vụ, hoạt động chào mừng du khách quốc tế quay trở lại thành phố và thêm một số hoạt động phụ trợ khác. Việc lựa chọn tổ chức các hoạt động chào đón ngay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng là một hình thức quảng bá cho hình ảnh thành phố Đà Nẵng, qua đó đã tạo hiệu ứng tốt đẹp trong lòng du khách. Chọn cái địa điểm là sân bay quốc tế Đà Nẵng. Những cái sự lựa chọn này nó đều nhằm một cái mục đích duy nhất, đó là tạo cái ấn tượng tốt đẹp nhất đối với du khách ngay khi họ đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Và cái điều này làm cho du khách có một cái cảm giác là Đà Nẵng có một cái sự chu đáo và chào đón vô cùng nồng hậu đối với du khách. Sắp tới, với sự kiện Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á năm 2022 vào tháng 6, Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động chào đón nồng nhiệt gần 600 đại biểu tham dự đến từ các hãng hàng không, sân bay, đơn vị cung ứng hàng không, du lịch trong nước và quốc tế, ngay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Việc Đà Nẵng tiếp đón chu đáo sẽ tạo ấn tượng tốt cho các đại biểu, góp phần đem lại thành công cho sự kiện quan trọng này.